Trong xu thế hội nhập, sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm được xem là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để xây dựng thương hiệu nông sản. Để đạt được điều đó, cần thực hiện đồng bộ nhiều nội dung cốt lõi như chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật theo hướng thực hành nông nghiệp tốt, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao việc ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, kiểm soát chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Đây là những chia sẻ của chuyên gia, lãnh đạo tỉnh Bến Tre tại hội thảo nâng cao chất lượng tiêu chuẩn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 6 năm 2019 tại thành phố Bến Tre, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức. Tham gia sự kiện có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo tỉnh Bến Tre, các tỉnh thành Nam Bộ và hơn 500 doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã làng nghề thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP của 26 tỉnh thành. Hội thảo tập trung vào các vấn đề về thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP tại Bến Tre và một số tỉnh thành khu vực Nam Bộ. Ứng dụng nhật ký điện tử, số hóa thông tin cơ sở sản xuất nhằm nâng cao chất lượng cũng như dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mỗi xã một sản phẩm. Bên cạnh đó, hội thảo còn đề cập đến các vấn đề liên quan đến các giải pháp khai thác và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm OCOP từ địa phương, các vấn đề liên quan đến logistics cũng như kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP giữa các tỉnh thành.